Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là tin hấp dẫn cho cái mùa bầu cử sắp đến. Chúng ta hồi nãy thấy là cái việc mà gọi là cố gắng tranh giành sức ảnh hưởng ở trong giới truyền thông để cho người dân có thể biết đến những người mà đảng ủng hộ càng nhiều càng tốt cho cái cuộc bầu cử. Thì bây giờ đây là bên phía đảng Dân Chủ chi rất nhiều tiền, thì bên phía đảng Cộng Hòa cũng chi rất nhiều tiền. Và chúng tôi muốn biết thêm, đưa cho quý vị những bản tin chi tiết để xem thử là chúng ta phải ủng hộ những người của đảng Cộng Hòa như thế nào, để mà quý vị biết, đặc biệt là những cái tiểu bang sau đây là quý vị nhớ chú ý nha. Nhất là cộng đồng người Việt của chúng ta ở những tiểu bang này thì nhớ chú ý. Kỳ bây giờ đây trong những gọi là Super Park, tức là Super Politics Action Committee, đã gọi là đang cố gắng đưa ra 141 triệu đô la tiền quảng cáo, đặc biệt ở ba tiểu bang đó là Arizona, Georgia và Nevada. Và Arizona có rất là nhiều người Việt của chúng ta, Nevada tức là có thành phố Las Vegas nổi tiếng cũng đã có rất nhiều người Việt của chúng ta, quý vị nhớ chú ý. Tại vì ba tiểu bang này là đang có các đương kim của đảng Dân Chủ đang gọi là tái tranh cử, cho nên cái tổ chức Super PAC sẽ gọi là đưa ra các quảng cáo để mà gọi là giành lại ghế của những vị Dân Chủ vào tay của đảng Cộng Hòa. Và có những chương trình phát hình cũng sẽ được phát hình quảng cáo ở tại Alaska và Wisconsin để bảo vệ những người đang đương nhiệm của đảng Cộng Hòa. Và ở North Carolina cũng như Pennsylvania, hai tiểu bang này là nơi đang có các đảng viên của đảng Cộng Hòa đương nhiệm và chuẩn bị nghỉ hưu, cho nên là phải giờ đưa người mới vô là phải giành được cái sự ủng hộ. Rồi tiếp đến nữa là các khoản đầu tư tiền lớn nhất là dành cho tiểu bang Georgia, nơi mà thượng nghị sĩ Raphael Warnock đang tìm kiếm một cái nhiệm kỳ đầy đủ, thì bây giờ mình phải cố gắng chiến đấu lại. Và tiếp tục nữa là quỹ lãnh đạo thượng viện thì cũng giảm 37,1 triệu đô la vào đó, cho nên là rất là hấp dẫn. Và quý vị nhớ ủng hộ cho những thành viên của đảng Cộng Hòa đang tranh ghế trong năm nay.